Ngày xưa mình học tiếng Anh mình gọi là chia động từ verb in, đúng không? Thì marketing nó chính là một quá trình để mở rộng thị trường. Đấy, cái từ marketing ở đây có nghĩa là một quá trình để làm mở rộng thị trường. À, anh mở sang nhà bên cạnh đấy chính là anh đang làm marketing. À, anh đang học rồi anh đang tìm nghiên cứu thị trường, anh đang phát tờ rơi, anh đang thiết kế thi công logo bản hiệu, đấy chính là anh đang làm marketing. Đấy, đây là một cái quá trình làm thị trường. Đấy. Thế thì về về mặt thực chất của việc làm marketing ấy, đấy chính là làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng nhá. Thì Kotler là ông này ông cũng là một cái giáo sư hàng đầu về marketing tại đại học Harvard của Mỹ. Thì ông ấy nói rằng là marketing là một quá trình thỏa mãn nhu cầu của khách hàng nhá. Thế thì bây giờ anh Hùng phải hiểu như thế này, rồi anh Thanh phải hiểu như thế này. Chúng ta làm marketing là chúng ta làm tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ mà làm thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng thì chúng ta đều gọi nó là làm marketing. Chứ marketing nó không phải là một việc cụ thể, nó không phải là một hành động cụ thể, nó không phải là một một cái việc chạy quảng cáo. Rồi xong, tiếp tục. Đấy, tiếp tục là gì ạ? Nó bắt đầu từ sản phẩm, từ giá, từ quảng cáo, từ phân phối, từ truyền thông, từ chăm sóc khách hàng. Một cái vòng tròn khép kín như vậy, nó chính là marketing. Nó chính là marketing. Ok. Theo Trump thì marketing chính là một cái quá trình. Đấy, một cái quá trình, một chuỗi, một loạt các hoạt động làm cho khách hàng là được cảm thấy là vượt xa sự kỳ vọng. Mình cần ghi cái câu này thôi, mình chỉ cần ghi cái câu là ông Kotler ông nói là nó là một quá trình làm thỏa mãn khách hàng. Thế thì bây giờ anh Hùng phải trả lời câu hỏi là làm thế nào anh Hùng làm thỏa mãn được khách hàng? Điều gì mà thị trường còn trống? Điều gì mà thị trường làm chưa tốt? Điều gì mà khách hàng đang cần? Sự kỳ vọng của khách hàng ở đây là gì? Ví dụ họ muốn nhanh, họ muốn rẻ, họ muốn không phải xếp hàng. Liệu mình có đáp ứng được không? Đấy, họ muốn kết quả phải chính xác, kết quả phải chuyên nghiệp. Mình có đáp ứng được không? Xét nghiệm, nhá. Xét nghiệm như ở Hà Nội, thằng Melatech nó làm ấy. Bây giờ nó đến tận nhà, gọi điện phát 30 phút sau nó đến. Có một thằng, nó có đội cộng tác viên. Đấy, nó cầm đồ, nó đi theo, nó hút máu ra, thế là bắt đầu để vào lạnh về, nó xét nghiệm. Xét nghiệm xong bắt đầu nó trả kết quả trên phần mềm, nó gửi tin nhắn SNS đến, đăng nhập vào đấy là tải cái file về xong. Nó có 700.000. Mà xét nghiệm lời rất là lời. Tất cả các loại tiền là mình biết trong ngành y là xét nghiệm rất là lời. Làm thế nào để mình có thể cung cấp được dịch vụ vượt xa sự kỳ vọng của khách hàng? Đặt câu hỏi. Làm thế nào mình có thể cung cấp được sản phẩm và dịch vụ vượt xa sự kỳ vọng của khách hàng? Trả lời cho câu hỏi này. Trả lời thật kỹ vào. Máy của mình có gì hơn? Máy của mình có phải máy loại đắt tiền nhất không? Cho kết quả nhanh nhất không? Cho kết quả chính xác nhất không? Người của mình có phải là người mà chuyên nghiệp nhất không? Năng lực cung ứng của mình có phải là được số lượng lớn hay không? Bởi vì 60 triệu 60 triệu tiền thuê mặt bằng cộng với lương nhân viên cộng với máy móc điện nước thuế má thì mình nhẩm sơ sơ chi phí chắc phải tầm trăm hai trăm rưỡi. Đấy, trăm hai trăm rưỡi mà lợi nhuận của xét nghiệm cũng như của khám thì nó sẽ dao động từ 40 đến 50% trên một một hóa đơn. Anh phải thiết kế được lợi nhuận tầm 40% tối thiểu. Thì cứ cho là 150, 150 thì 30 5 triệu một ngày, 5 triệu một ngày. Một một phiếu xét nghiệm của mình thường hiện nay giá bình quân nó sẽ rơi vào 300 đến 500 đúng không? Một phiếu xét nghiệm nó rơi vào 300 đến 500, cứ cho là 300 đi. Nếu mình chỉ riêng xét nghiệm không thì mình cần 10 khách một ngày. Đấy, còn khám sản nữa. Khám sản thì khám thai nhi thì xem là mình phải nghiên cứu nha, mình phải nghiên cứu là cái số lượng dân 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 cư nha. Marketing ấy là bây giờ anh phải đi nghiên cứu. Còn anh không nghiên cứu được thì anh lên trên chỗ cậu anh ấy,
Anh bảo cậu anh gọi điện sang một số cái đơn vị của bên kế hoạch hóa gia đình, mình sẽ biết được là dân số là bao nhiêu cháu ở tuổi nào, bao nhiêu cháu ở tuổi nào, một năm sẽ có bao nhiêu cái đám kết hôn. Ví dụ như năm vừa rồi tỉnh Tiền Giang này tổ chức 1 vạn đám cưới hay là 5 vạn đám cưới, để mình biết được gì, mình biết được cái nhu cầu của thị trường. Anh Hùng có hiểu ý mình không? Hiểu anh, hiểu thầy. Làm kỹ nhất có thể nhá, làm kỹ nhất có thể. Còn tất nhiên là người ta cũng phải chừa phải đẻ thôi, nhưng mà ý là nếu như mình đánh giá được là chẳng hạn như 1 năm có 10 vạn đôi sẽ kết hôn, thì sau đó 10 vạn đôi đấy thì sẽ có 9 vạn hay có 8 vạn là sẽ bầu bí, và đây chính là khách hàng của mình. Cộng với việc là những năm trước đó là cái người sinh con thứ hai, sinh con thứ ba đấy, thì như vậy mình sẽ có bao nhiêu vạn khách hàng tiềm năng. Thì từ đó mình bắt đầu mình chạy để khám khám xong mình kê thuốc, khám xong mình kê thuốc kê mà cái thuốc của bà bầu cũng rất là hay ở chỗ là thuốc của bà bầu họ thường uống dài hạn, đúng không? Ví dụ như các loại sắt rồi thì các loại mà chống trả vitamin rồi chống thế nọ chống nước kia thì cũng ok. Sau đó cái đám sau này mình phải tính đến là sau khi mình đã có khám xong 1 năm, 2 năm, 3 năm, mình có một cái lượng khách hàng rất là lớn về 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 nữ thì và trẻ em, thì mình phải tính đến chuyện là mình ra thuốc bán cho trẻ em, đúng không? Mình phải tận dụng cái đám khách này ngay, không nó rất là lãng phí. Tất cả những người đến với mình đều kết bạn và đưa vào Zalo nhóm, mình đưa vào Facebook nhóm của mình, đấy là gọi là marketing để giữ khách. Thế sau khi nó đẻ cái là mình bắt đầu là kiểu gì nó cũng sữa bỉm thôi, sữa bỉm thì mình không bán. Thế nhưng mình sẽ bán thuốc cho trẻ con vitamin D. Đấy, rồi thì sữa này sữa khác ok. Rồi thực phẩm chức năng tăng chiều cao. Rồi thì chính những phụ nữ đấy thì nó này cái khám thai của anh có tính đến giải pháp dịch vụ nạo không? Chắc không làm á thầy ơi. Không làm à? Dạ không, cái đó đạo đức nhân văn quá. Ok rồi, xét về góc độ đạo đức thì nó hơi kinh khủng, nhưng mà xét về góc độ doanh số thì món đấy thì nhanh ra tiền, đúng không? Đúng rồi, nhưng mà em chưa nghiên cứu tới, nhưng mà em chắc em không làm. Làm cái thằng đó nó ghê quá. Ok rồi, nhất trí nhá. Anh Hùng phải trả lời, anh là nhà đầu tư, mình là cố vấn của anh, thế thì anh phải trả lời câu hỏi là làm thế nào phòng khám của anh vượt xa sự kỳ vọng của khách hàng. Anh phải liệt kê được ra bác sĩ giỏi, máy xịn, quy trình chuẩn đấy, nhân viên được đào tạo bài bản, phí mình có thể lấy cao lên một chút so với mặt bằng nhưng mà dịch vụ nó phải mướt mượt mượt. Anh có hiểu ý không? Chứ còn bây giờ vào ấy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại đợi xếp hàng, nhân viên quát tháo rất khó chịu, rất khó chịu. Như mình ở Hà Nội bây giờ là mình thường đi khám Vinmec với lại Hồng Ngọc thì anh biết rồi, đấy là những cái phòng khám này nó rất là đắt tiền, đắt đắt khủng khiếp luôn. Thế nhưng mà mình vẫn thích đi khám, vì sao? Bởi vì là nó rất nhanh, nó rất sướng và nó rất coi trọng khách hàng. À đấy chính là giá trị. Coi trọng ở đây là gì? Từ cái thằng bảo vệ nó dắt xe nó đã chào hỏi. Đấy. Từ cái em lễ tân mở cửa đã chào hỏi. Từ cái người bán cho mình cuốn sổ nó đã tử tế là dạ thưa anh mời anh vào đây. Dạ anh mua sổ đi ạ, anh vào đây em hướng dẫn anh. Anh chỉ cần cái này anh... nó ngồi nó viết hết tên tuổi tên là gì. Dạ thưa anh tên là gì, chứ nó không quát này. Tên là gì? À nó khác nhau hoàn toàn về 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 phong Phong cách thái, đúng phục vụ. không? Thế xong thì bây giờ nhá, bệnh của anh thì anh sẽ phải khám như này, anh sẽ xét như em mời anh đến phòng này, anh vui lòng đợi em 15 phút nhé hay 10 phút nhé. Rất là chuyên nghiệp. Rất là chuyên nghiệp luôn, nên là tại sao bọn nó phát triển anh Hùng ạ. Kể cả Tiền Giang là một tỉnh nghèo hay là một tỉnh chưa bằng được Hồ Chí Minh hay là gì đi thì anh vẫn luôn luôn nhớ là dịch vụ phải tốt nhất. Còn giá thành có thể là đắt hơn một chút thôi. Một chút có thể 5% hay 10% so với mặt bằng không sao cả. Chứ không phải rẻ là tốt đâu nhá. Đắt đắt mà được việc mà hiệu quả mới tốt.
thì mình vừa có lợi cho mình, và thứ hai nữa là những khách mà có sẵn sàng chi cao hơn một chút ấy, thì thực ra những khách đấy lại rất bền. Dạ. Lại rất bền. Rồi mình sẽ bày cho anh rất nhiều chiêu để khám nhá, đứa nào nó đến khám thai anh sẽ biết. Và lịch khám thai sau này anh sẽ có phần mềm. Ví dụ như anh hẹn nó là 1 tháng hoặc là 45 ngày quay lại, thì đến ngày thứ 30 là telesale người của anh đã phải gọi điện là nhắc là chị ơi, đến lần khám thứ hai rồi chị đến khám đi ạ. Thì chắc chắn một thai kỳ nó phải khám của anh 5-7 lần là chắc chắn luôn. Dạ đúng rồi. Đó. Sau khi bắt đầu đến ngày sinh này, anh biết ngày sinh, kiểu gì anh cũng biết ngày sinh. Kiểu gì anh cũng biết là cháu nó đẻ, thì phòng khám của mình gửi tới đấy một món quà. Và em khẳng định với anh luôn, ở Tiền Giang của anh chắc chắn chưa có phòng khám nào làm được việc đấy. Dạ đúng rồi này. Anh có thể đặt một cái hình, nó gọi là cái hình vật lưu niệm. Ví dụ một con thú bông. Sau này mình thiết kế một cái logo và mình thêu cái logo của mình lên con thú bông. Dạ. Bé trai thì tặng một con gấu màu nâu, bé gái thì tặng một con gấu màu hồng. Có thú bông, có hình logo của mình. Nó rất là nhỏ thôi, nó chỉ có mấy chục ngàn thôi, nhưng mà cực kỳ là tinh tế. Dạ. Đấy, chúc mừng hạnh phúc gia đình, chúc con hay ăn chóng lớn, con sẽ là niềm kiêu hãnh của gia đình nọ kia, thì mình nói với anh Hùng nghe nhé, sau này nó lúc nào nó chỉ nói tốt về anh thôi. Dạ. Đấy, nhưng mà đấy là đoạn sau đúng không? Đoạn sau khi có khách. Thế còn đoạn trước khi có khách thì ok, cũng sẽ có nhiều giải pháp. Dạ. Đấy, thế thì là Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ thì họ có nói là marketing là các hoạt động tổ chức, quy trình sáng tạo, kết nối truyền thông, truyền tải thông điệp, trao đổi các yêu cầu có giá trị với khách hàng, và rộng hơn nữa là cho cả xã hội. Đấy, rộng hơn nữa là cho cả xã hội. Vậy thì theo quan điểm của Hiệp hội Marketing thì marketing rất là rộng, đúng chưa? Nó bao gồm các phòng ban, bao gồm tổ chức, bao gồm khách hàng, vân vân. Rồi, thế ta cũng không quá là tập trung về cái chuyện là định nghĩa nào là tốt hay là định nghĩa nào là chuẩn, thì ta không phải là sinh viên để học thuật. Ta chỉ cần thấu hiểu là làm marketing là làm gì. Đấy. Thế thì ở đây các bạn thấy là có rất nhiều những cái quan điểm về marketing khác nhau. Có người thì cho rằng marketing là một quá trình tìm kiếm lợi nhuận, có người cho rằng marketing là một quá trình xây dựng thương hiệu, có người cho rằng đó là một quá trình bán hàng. Nhưng tôi muốn anh Hùng hiểu rằng marketing là tất cả những việc anh sẽ làm để làm thỏa mãn khách hàng và để khách hàng nhận được cái sự kỳ vọng vượt xa cái mong muốn của họ, chấm hết. Ta không bàn về marketing là gì nữa. Yeah. Rồi, bây giờ ta hỏi sang câu hỏi tiếp theo là làm marketing là làm gì. Đấy, lúc vừa rồi là ta hỏi là marketing là gì, thì bây giờ ta sẽ hỏi tiếp đến là làm marketing là làm gì. Thì nó sẽ có một cái mô hình. Đâu rồi? Mô hình marketing 4P. Nhiều lắm, rất nhiều mô hình được phân tích. Tất cả những cái tài liệu này mình cũng sẽ gửi cho anh Hùng sau mỗi buổi học, thậm chí là cả cái video mà anh em mình học. Thế thì ở đây mình sẽ phân marketing ra thành các cái mô hình khác nhau. Đầu tiên là mình sẽ phân tích về cái mô hình 7P. Mô hình 7P. Làm marketing là mình đi giải quyết vấn đề 7P. Yeah. Và mô hình 13P. Chữ P đầu tiên là products, sản phẩm. Thì mình đặt ra câu hỏi là sản phẩm tôi cung ứng cho thị trường là gồm những cái gì. Đấy. Thế thì trong sản phẩm ở đây, sản phẩm thì có thể là sản phẩm là cái điện thoại, có thể là cái đồng hồ, nhưng cũng có thể là cái dịch vụ khám. Rồi, thế thì mình việc đầu tiên ấy là mình cần phải thiết kế sản phẩm, đóng gói sản phẩm, đặt tên cho sản phẩm. Rồi, ok, cụ thể này, khám, đúng không? Khám
thai và phụ khoa, chuyên khám những cái bệnh liên quan đến bệnh phụ nữ đúng không? Dạ. Rồi, thế thì khám thai thì gồm những cái gì? Mình liệt kê ra, mình gọi tên nó ra. À, mình gọi tên, xong đó mình kết hợp với đặt tên máy móc nha. Làm luôn đi. Dạ. Máy móc, đặt tên. Có bao nhiêu dịch vụ? Anh viết ra cho tôi, có bao nhiêu dịch vụ anh sẽ cung cấp. Gọi tên từng dịch vụ. Đánh, đóng gói từng dịch vụ. Thế nào gọi là đóng gói? Chẳng hạn như tôi dạy cho anh Hùng như này, tôi phải đóng gói. Tôi bảo bây giờ tôi phải thiết kế cho anh 24 buổi. Mỗi buổi là 2 tiếng. Tôi phải liệt kê cho anh từng bài học, kết quả của từng bài học. Thì đấy là khái niệm mà tôi gọi nó là đóng gói. Một cái dịch vụ khám thai thì cụ thể là mình khám gì? Ví dụ siêu âm 3D, siêu âm 4D, siêu âm 5D, siêu âm tim đen, ví dụ thế. Ok. Hay rồi thì khám hiếm muộn, hay rồi thì xét nghiệm máu, hay rồi thì cái gì nữa, sàng lọc dị tật. Ok, đấy kiểu kiểu như thế. Thì mình gọi tên nó, kết hợp với máy móc, có bao nhiêu dịch vụ. Đấy, rồi sau đó mình phải vẽ ra quy trình xử lý từng dịch vụ và yêu cầu là thời gian cũng như tốc độ cũng như là kết quả. Bởi vì thời gian là tiền. Một ngày mình phải chịu đến 3-4 triệu tiền mặt bằng và tiền lương nhân viên. Vậy nếu như mình làm EA thì mình sẽ chết, mình không đủ sản lượng. Phòng đấy của anh phải tính được điểm hòa vốn thì ta sẽ bàn sau. Và cùng một thời điểm là ta sẽ có bao nhiêu khách hàng cần phục vụ cùng một thời điểm. Một khách hàng này ta sẽ thu doanh số bao nhiêu tiền. Đấy. Ở ngoài Hà Nội này mình biết là có những cái phòng khám nó chỉ khám có 5 giờ chiều đến 10 giờ đêm một bác sĩ, nhưng mà có thể có cả 100 bệnh nhân. Ở ngoài Hà Nội này có bác sĩ Đinh Hùng Vĩ rất nổi tiếng về khám sản. Rất nổi tiếng. Các mẹ là thích lắm, chỉ thích bác này thôi. Đấy, mình phải đưa ra tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn là gì? Ví dụ như là chào hỏi như nào nhá. Tôi đi thuê anh phải làm theo lời tôi. Chào hỏi như thế nào? Ăn mặc như thế nào? Đấy, áo blue trắng, thắt cà vạt, điều hòa mát. Đấy, rất lịch sự, đúng không? Đấy, đến là phải, tất cả các khách vào là phải chào. Xong rồi bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 để làm gì? Đấy chính là mình định nghĩa, mình đóng gói dịch vụ của mình đấy anh Hùng ạ. Yeah. Chứ không phải là tôi cứ cầm cái máy cứ xoa xoa, soi qua soi lại là đấy là tôi đã làm đâu. Không phải. Từ chào hỏi, từ đồng phục của nhân viên, từ quy trình, từ tiếp đón, từ soi xét, từ tư vấn, xong đó bắt đầu là phát phiếu mua thuốc, rồi đến ra khỏi nhà, thì đấy mới là xong một cái dịch vụ. Thì cái chữ P đầu tiên, chữ product và sản phẩm có nghĩa là như vậy. Anh cần phải thiết kế, anh cần phải nêu công nghệ máy móc của nó là gì, anh cần phải cho nó biết có những cái ưu điểm gì nổi trội. Đấy, anh cần phải cho nó có cái sự thuận tiện như thế nào. Mình nói anh vẫn ghi kịp chứ, đúng không? Dạ được. Ừ. Cái này là nó thuộc về trong hơi thở của mình rồi, nên là mình không cần nghĩ. Dạ. Cũng giống anh ấy, anh 15, 17 năm trong nghề thuốc thì mình 15 năm trong nghề marketing rồi. Dạ. Và cũng năm bằng đại học rồi, nên là tiếp tục. Giá trị chọn đời, giá trị mục tiêu mình đưa cho khách hàng thời điểm đó là gì? Nhớ rằng là họ không bỏ ra 300.000 để đi khám thai. Nhớ rằng điều đấy, mà họ để xem là con họ phát triển có bình thường hay không, có dị tật hay không, đúng không ạ? Yeah. Và họ đang chờ đón cái niềm hy vọng của tương lai. Đấy, chỉ cần làm được việc đấy là khách sẽ rất đông. Khách sẽ rất đông, khách sẽ tự giới thiệu khách, tôi đảm bảo luôn. Đấy, ok. Đấy. Nha. Yeah. Rồi, xong đó thì xong phần sản phẩm này.